Vâng, xin chào tất cả các em. Bây giờ thầy sẽ cùng với các em chúng ta giải đáp một cái câu hỏi của bạn Huệ, đó là câu hỏi về hình học và nội dung như sau. Thứ nhất, câu hỏi đó là cho đường cong tâm O điểm P nằm ngoài đường cong. Thì từ cái điểm P này chúng ta các tuyến PAB. Tiếp theo đó là điểm D. D là điểm chính giữa đường cong. Xin lỗi, là điểm chính giữa cung AB. Chúng ta xem lại cái đề nhé. Alo, các em đợi thầy chỉ nhé. Các em nhớ là kẻ đường tính A và PA cắt đường cong O8 là Y. Chúng ta nối ID đó sẽ cắt AB8 tại K chứng minh đó là PA nhân KB. P sẽ bằng PB nhân với K chứng minh như thế nào? Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em cùng xem cái bài tập này. Đường cong tâm O. Điểm P, PA. Ví dụ thầy chọn PA ở đây nhé. P A B điểm chính giữa cung này ở đây. Đó là điểm điểm D. D E là đường kính nối P với A, các đường cong này tại Y và chúng ta nối ID này và các AB tại K. Rồi bây giờ hãy chứng minh điều này. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể chứng minh được? Chúng ta phải lưu ý như sau. Khi mà các thầy đề cho những tích của các đoạn thẳng thì chúng ta phải nghĩ tới hai điều. Thứ nhất đó là tỷ số giữa đồng dạng, thứ hai đó là về cái tính chất của đường phân giải trong hoặc phân giải ngoài, vân vân. Vậy thì trước khi làm bài này thầy sẽ nhắc lại như sau. Nếu chúng ta có một cái tam giác, thầy cho ví dụ nha, ABC chẳng hạn, và AE là phân giải trong thì ta luôn có này, AE là phân giải trong thì luôn luôn suy ra được đó là AB trên AC, AB trên AC thì sẽ bằng AB trên AC. Các em chú ý BC, BC như vậy là tính chất như vậy nhé. Thứ hai, đường phân giải ngoài, giả sử đường phân giải ngoài á thì nó sẽ vuông góc với đường phân giải trong như các em, bởi vì như thế nào này. À, ví dụ đây là góc 1, 2, 3, 4. Đường phân giải trong là chia nó thành hai góc bằng nhau, đường phân giải ngoài chia thành hai góc bằng nhau. Như vậy tổng góc này thì bằng 180 độ. Do đó, cái góc 2 và góc 3 chắc chắn sẽ bằng một nửa. Như vậy là bằng 90 độ. Do đó, hai đường phân giải thì luôn luôn vuông góc với nhau. Và ví dụ ở đây là giả sử nó sẽ cắt đi, cắt BC tại D.
Đó, A đến là phân giải ngoài. Thì thầy có thể suy ra được đó là DB trên DC thì vẫn bằng chia hàng A, AB trên AC, v.v. Thì các em phải lưu ý cái điểm này. Bây giờ các em có thể quan sát nó kỹ hơn. Rồi, thầy chú ý nha. Vậy thì bây giờ với cái bài tập ở đây thì trước hết chúng ta nối Y với A. Nối Y với. Bây giờ các em lưu ý này, trong cái đề này cho B là điểm chính giữa thứ nhất. B là điểm chính giữa. Cung AB. Thì đương nhiên thầy có thể suy ra được cung DA và cung DB có số đó bằng bằng nhau. Thì ở đây nếu như chúng ta có thể suy ra được hai cung này bằng nhau thì thầy lại có thể suy ra được hai góc nối tiếp chẳng hai cung đấy bằng nhau, đó là góc AID bằng góc BI BID. Các em chú ý hai góc này bằng nhau. Đây. Hai góc này bằng nhau nha các em. Vậy thì khi mà hai góc này bằng nhau thì sao nhỉ? BIA có IK là phân giải trong. Mà đã là phân giải trong thì chúng ta sẽ suy ra được những lúc này tính chất đó là KB trên KA là KA chia KB thì bằng IA trên I IB. Đây là số số 1. Các em chú ý cái chỗ này như thế này. Được chưa nào? Tiếp theo, một điểm rất quan trọng đó là AD là đường kính. Cái này đương nhiên là giả, giả thì là cho. Mà khi AD là đường kính thì ở đây I thuộc cái đường tròn của ô này thì chắc chắn Y này nó nhìn AD dưới một góc góc vuông. Như vậy thầy sẽ suy ra được đó là góc DIA bằng 90 độ, hay thầy suy ra DIA tức là DIIB bằng 90 độ, tức là KI nó sẽ vuông góc với IIB. Đây là một điểm rất là mấu chốt. Bởi vì sao? Như lúc nãy thầy nói này, vậy thì tam giác ABI có IK là phân giải trong. IK là phân giải trong mà IB đó là vuông góc của IK. Thì như vậy ở đây chỉ có thể IP là phân giải ngoài. IP là phân giải của tam giác AIB hoặc là ABI. Mà khi nó phân giải ngoài thì chúng ta thấy này, cái đường phân giải này nó cắt AB này tại tại P, cho nên thầy mới suy ra được là PA trên PB thì bằng IA trên IB. Cái này thì đã một số 2. Vậy thì từ 1 và 2 thấy suy ra được cái gì? Đó là PA trên PB thì bằng KA trên KB. 2 PA nhân KB bằng PB nhân với KA. Như vậy là thầy đã giải quyết xong cái câu hỏi học 4 này cho các em rồi. Ở đây chắc chắn 100% là các em xem trên mạng không bao giờ có nha các em. Như vậy các em cần chú ý cái chỗ này. Các em có thể xem lại. Ở đây thầy lưu ý một lần nữa đó là tính chất phân giải. Các em cần chú ý cái này, chứ nó không phải là về tỷ lệ đồng dạng. Như vậy thầy đã giải quyết xong và chúc các em sẽ hiểu được bài toán tốt hơn. Nếu có gì cần hỏi thì các em cứ vào group của thầy. Thưa ngài chào tạm biệt các em.